Rồi, xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình cùng nhau làm một cái chương trình tiên tri cái sự kiện đang trông chờ nhất ở nước Mỹ, đó là cái cuộc bầu cử, đó là cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ giữa ông Trump và ông Biden, thì đang diễn ra hết sức kịch tính. Thì hôm nay mình sử dụng cái chương trình hôm nay mình sử dụng cái ngôn ngữ lập trình C# để lập trình ra một cái chương trình dự đoán kết quả bầu cử giữa hai tổng thống, ai là người chiến thắng. Thì để làm được cái chương trình này, thì đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị, thứ nhất là hai cái ảnh của hai ngài tổng thống, và thứ hai là hai cái con gà, là cái là những cái con vật là miếng mồi của con sư tử này. Thì cái con sư tử này là một đối tượng từ xuất phát từ vị trí này sẽ đi lên tới đây, và tới đây thì nó lưỡng lự, nó không biết chọn nhà của ông Trump hoặc là của ông Biden. Thì sau một hồi suy nghĩ thì nó sẽ đi tới nhà của ông Trump, là ông Trump là người thắng cử. Rồi, chúng ta bắt tay vào làm cái bài này như sau. Khi chúng ta mở cái chương trình, chúng ta mở chương trình Secret lên, và chúng ta sẽ chọn cái sân khấu. Ta kéo xuống, ta chọn cái sân khấu. Rồi, chúng ta chọn sân khấu này. Sau đó cái đối tượng này, đối tượng của mèo này chúng ta sẽ bỏ đi, và chúng ta sẽ chọn lại cái đối tượng là con sư tử ha. Rồi, trường đây mình trở nên ban đầu nó xuất phát ở đây ha. Tiếp theo đó là mình sẽ đưa hai cái ảnh của hai ngài tổng thống lên đây. Thì mình lên đây mình sẽ thêm vào, thì hai cái ảnh này mình đã được chuẩn bị từ trước ha, thì mình inbox vào, thì mình đợi chỗ này. Tiếp theo là mình sẽ inbox cái ảnh số 2 là ảnh ông Biden. Bây giờ hai cái ảnh này nó to quá, thì bây giờ mình sẽ giảm cái kích thước này xuống. Giảm cái kích thước này là xuống khoảng khoảng 45%, 45. Thì mình bỏ đây, hoặc là 50 đi, 50 cho nó lớn đi. 50. Tương tự như vậy thì ông Trump cũng vậy ha, mình cũng giảm cái kích thước xuống. Kích thước là 50. Rồi, mình bỏ đây. Tiếp theo là mình sẽ chọn cái đối tượng là con gà để nó làm cái mồi của con sư tử. Thì đây mình sẽ chọn đối tượng con gà, đây mình bỏ vào đây ha. Thì con gà này, sau đó mình nhận bảng lên, mình nhận bảng lên con rồi mình bỏ vào đây. Thì giờ hai cái chú gà này này nó cũng lớn quá, thì mình sẽ là giảm cái kích thước của con gà này xuống, bỏ đây. Mình giảm xuống là 50 đi ha, 50. Tương tự như vậy là mình sẽ bỏ ra chỗ đây. Bây giờ mình chạy thử này. Rồi, gà đây. Tiếp theo mình sẽ lập trình cho cái con sư tử này.
Thì bây giờ con sư tử này nó xuất phát là từ vị trí này. À, như vậy là mình sẽ giảm cái kích thước của con sư tử này xuống. À, đầu tiên là mình cho nó xuất phát ở vị trí là âm 230 đi. À, đây là rồi. Và theo hướng 90 độ này, hướng 90 độ này hướng nằm ngay như thế này. Sau đó mình giảm kích thước sư tử này xuống là còn cùng 50 luôn đi. À, giảm 50. À, giảm 50 thì nhỏ quá, mình cho 70 đi. Rồi, như vậy từ đây mình sẽ cho nó đi tới đây. À, tới đây. Như vậy là mình sẽ cho nó đi là 10 bước. 10 bước á thì mình sẽ lặp lại 10 nhân 10 là 100. À, thì đi như thế này á. Hoặc là mình đi là 25. Đấy, mình thấy nó đi như thế này xấu quá. À, xấu quá. Thì chúng ta thấy rằng là gì, trong cái phần thiết kế của cái con sư tử này này, nó có tới là gì, ba cái trang phục. Thì chính vì lẽ đó thì chúng ta sẽ dùng một cái câu lệnh, đó là net custom. Thì chúng ta thấy này, lúc này nó đi có cái thao tác của cái bước chân của sư tử đi, nhưng mà vì nó nhanh quá thì chúng ta sẽ cho nó đi chậm lại. À, chậm lại là 0,0.3 đi. À, chúng ta chạy lại này. À, thấy nó đi có điệu đà hơn đúng không? Rồi, khi mình đi tới vị trí này rồi á, thì bây giờ chúng ta đã muốn nó đi lên đây. À, đi lên đây thì chúng ta sẽ cho nó quay trở lên một góc là 90 độ. À, thì bây giờ tiếp tục cái thao tác là nó đi tương tự như thế này, nó sẽ đi lên tới tới này. À, tới vị trí này. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhân bảng cái này lên. À, nhân bảng cái này lên. Bây giờ chúng ta bỏ cái là này ra. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó đi khoảng 22 thôi. Thì chúng ta sẽ xem như thế nào. Mà thì quá nhiều ha, quá nhiều. Thì chúng ta cho đi khoảng 15 đi, 15, và lên tới vị trí này thì nó sẽ dừng lại và nó hỏi ha, nó hỏi. Rồi, nó dừng lại là nó hỏi, nó phân vân, à, nó không biết chọn ai. Như vậy thì mình chỉ dùng một câu lệnh là câu lệnh là biết chọn ai bây giờ. À, câu hỏi. Thì sau đó thì mình sẽ cho là ông Trung là người người chiến thắng ha, người chiến thắng. Lúc này nó đứng đợi khoảng 4 giây. Rồi bây giờ là nếu mà nó sẽ đi qua tới đây ạ, mà nó chạm vào mặt này thì ông Trump là người chiến thắng. À, vậy lúc này nó sẽ trả lại một góc là
90 độ. À, tiếp theo đó thì nó sẽ đi, nó đi tới tới đây. À, thì tới cái nhà của ông thì tiếp theo thì từ đây tới đây thì chúng ta cùng nhân bản cái này lên. À, nhân bản cái đoạn này này, nhân bản lên. À, chúng ta bỏ vô đây. Nhưng mà lúc này chúng ta sẽ lấy bốn cái lần này ra ngoài này. À, rồi chúng ta chạy kiểm tra thử này. Bây giờ là chúng ta sẽ lập trình cho nó tới đây, là chúng ta sẽ là người chiến thắng ha. Thì tới đây chúng ta sẽ dùng một câu lệnh là câu lệnh đây. Hướng về cái nhân vật ở đây là cái nhân vật, cái đối tượng con gà này này là hen ha, hen. À, thì chúng ta chọn là hướng vào hen, là con gà một ạ. À, hướng vào đây thì ta chạy lại này. Thì lúc đây nếu mà chúng ta dùng một câu là nếu ha, nếu mà khi mà chạm con sư tử này mà chạm vào cái con gà này thì nó sẽ thông báo rằng là gì, thắng cử. Trump thắng cử. Đây, qua chạy thử này. Đó là một cái chương trình rất là đơn giản để làm ra một cái chương trình trường tri như thế này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.